Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợ nha các bạn. Ngày hôm nay là nói về quy đồng mẫu số. Thì đây, đề bài cho là 1 phần 3, 3 phần 4, 5 phần 8. Thì thứ nhất, khi các bạn gặp bài toán mà kêu quy đồng mẫu số thì các bạn nghĩ ngay đó chính là dạng bài toán của phân số, ví dụ như 1 phần 3. Đây được gọi là phân số. Thì các bạn hiểu giống như là 1 chia cho 3 phần, 1 chia cho 3 đó các bạn. Thì cái số 1 nằm ở trên nè, thấy chưa, gọi là tử số. Số 3 nằm ở dưới, người ta gọi là mẫu số. Các bạn phải biết phân biệt các bạn, và mẫu phải khác, khác không. Nhớ điều này để lên lớp 9 và lớp 10 các bạn học đến điều kiện có nghĩa của phân số và tập xác định. Ok chưa? Rồi bắt đầu mình giải quyết bài tập nè. Ví dụ 1/3, 3/4 và 8, xin lỗi, 5/8. Thì muốn quy đồng mẫu số chung, quy đồng mẫu số hay là quy đồng mẫu số hay là quy đồng mẫu số chung thì tùy vào giáo viên người ta viết nha các bạn. Thì cái cơ bản nhất nha, các bạn quan sát vào mẫu, cái cơ bản nhất các bạn quan sát vào mẫu nè, đã quy đồng mẫu số thì bạn nhìn vào mẫu thôi. Cái cơ bản nhất là các bạn lấy ba thằng này nhân lại. Nếu bạn nào không biết thì các bạn lấy ba thằng nhân lại, đó chính là đây nháp nè, cái bút đỏ này mình nháp nha bạn, 3 × 4 × 8. Còn nếu bạn nào biết, nếu bạn biết nha, biết thì mình thấy rằng 8 nè, 8 chia hết cho 4 mà. Rồi 8 này có chia hết cho 3 không? Không. Vậy mình sẽ lấy 8 này chính là mẫu số chung của 4 và 8. Vậy mẫu số chung của 3, 4, 8 thì các bạn chỉ còn là 3 với 8 mà thôi. Bởi vì 8 này đã có số 4 trong đó rồi. Nếu là bạn nào biết nè, sẽ là 3 x 8 thôi, đó là mẫu số chung. Bởi vì 8 này đã có 4 trong đó rồi, được chưa? 8 chính là 4 × 2. Còn bạn nào không biết thì cứ lấy tất cả các mẫu của nó nhân lại cho nó đơn giản, được chưa? Rồi, vậy các bạn viết 1/3, 3/4, 5/8. Thì mình làm cho nó đơn giản đi nha. 3 nè, thiếu mấy à? Thiếu 4 × 8. Vậy mình nhân tử cho 4 × 8. Ở mẫu cũng 4 × 8 bằng 1 × 4 = 4, 4 × 8 = 30, 32. 3 × 4 = 12, 12 × 8 = 96. Tương tự 3/4, 4 thì thiếu mấy à? Thiếu 3 và thiếu 8. Vậy ta nhân tử cho 3 với 8 và nhân mẫu cho 3 với 8 sẽ bằng 3 × 3 = 9, 9 × 8 = 70, 72. 4 × 3 = 12, 12 × 8 = 96. Tiếp tục 8 thì thiếu mấy à? Thiếu 3 × 4, thì ta lấy tử nhân 3 × 4, mẫu cũng nhân 3 × 4, thì sẽ ra bao nhiêu à? Sẽ ra là 60/96. Rồi các bạn quan sát mẫu đi ạ. Đây mẫu, đây mẫu, đây mẫu, đây, được chưa ạ? Vậy ba cái mẫu này như thế nào ạ? Giống nhau hay là bằng nhau? Người ta gọi là quy đồng mẫu số. Ok chưa? Ok chưa? Rồi tương tự bài này, các bạn hãy giải khi mẫu số chung đó là 3/8 đi các bạn. À, các bạn hãy giải bài này với mẫu số chung là 3 × 8 đi. Coi coi các bạn giải được hay không nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai,
có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợ để Lợ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.